Đang đây, đang đây, đang chiến tiếp luôn nha. Rồi chiến đây vô. Ok, hello tất cả các bạn nha. Và chào mừng các bạn quay trở lại với channel Gameplay của mình. Thì chúng ta chiến tiếp tục nữa nha các bạn. ARK Ragnarok gốc nha, cùng với em Sijum. Hello các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của anh em mình nha. Quay tiếp thôi bạn ơi. Tập trước hai đây mình bắt thú quá trời bắt luôn rồi. Tập này chắc giờ là xếp lại cho mấy con này cho nó gọn tí đã, xong rồi bắt đầu đi vòng vòng kiếm kiếm những con là lạ mới mới nữa. Được em ơi, quá trời các bạn ơi, mới Bội thu, bội mới thu. có một tập trước đó thôi bắt tờ lơ hộp dưa nhiều thật sự luôn các bạn thấy không, quá trời. Đặc biệt là ở trong nguyên cái bộ sưu tập thú mình là mình khoái nhất là cái con nhện nhện này nè, tại vì các bạn có con này là muốn bắt con gì bắt á. Con này cái bồ của nó là mỗi lần nó quánh cho một con nó lên cao phải tèo luôn á. Hình như là Con này còn yên lát không nữa anh em mình test thử cho các bạn xem thử rồi. Hình như là con nhện này quánh một cái là 50.000 tu bộ các bạn. Nhớ là 50.000 tu bộ á, nó còn mạnh hơn cái con ngựa nữa. Ủa cái con này đô mi nút. Cái con này nó có cái chỗ để yên ta, nhưng mà nó mang yên con gì vậy? À, để mình nhét cái bình kinh nghiệm cho cái con Ankylo này nha. Đó, bây giờ nó rát Metal Ingot quá trời luôn nè. Để đổi tên cái con nhện này lại mới được. Mẹ Rồi, ship mấy con thú xa xa đi xin chùm ơi. chùm chùm phun độc đó, em để tên nó là chùm phun độc ra cho dễ phân biệt con của anh với con của em ra. Của em là chùm phun độc ha. Đúng rồi, Được luôn em ơi. Đấy, con mình bây giờ con này là đặt là cái gì đây trời. Đúng rồi, mình có cái tên rất là hay nha các bạn. Hồi đó mình thường hay đặt nè. Của em là chùm phun độc đúng không? anh là chùm khạc nhổ. Tôi nghe nó dơ vãi nồi. Bá Dương độc dược em ơi. Ôi Ừ, ghê không? tay độc, tay độc chắc để đâu ông tà tay độc. Được em ơi. Mình là Bá Dương độc dược nha các bạn. Con này á thì chỉ nên tăng máu thôi. Chúng ta tăng full máu cho nó là ok. Máu là tăng một ít stamina à, gì á, sự bích cho nó nữa nha anh. Speed nhưng cho gì cho giọt lẹ. Rồng bắt rồng nó Rồi, bay sắp kìa. xếp mấy anh này lại mới được. Nói chung là con nào cũng chúng ta cũng chế tạo yên đi em ơi. Cái con này nó mang yên gì mới là vấn đề này em không biết. Và te này là cần metal inroad này. Ok, đúng rồi, chế yên cho mấy cái con kia nữa. Chế yên đi, đằng mình muốn phóng lên con nào cái mình phóng lên nè. Nếu thôi không có yên. Đồ red cần hình như không cần yên đúng không anh? Đâu đây rest không cần yên. Có cái yên rồng không? Rồi cho em mở cái yên rồng em thử với con này coi xem nó có mang được hay không nữa. Các bạn im nó không biết nó có logic không. Yên rồng nhưng mà Da hồi mang nãy cho là mấy con da là kia. nằm trong con ngựa này đúng không? Ôi, yên rồng mang cho con nhện được anh ơi, được được. Yên rồng quá hả? Yên rồng mang cho nhện nó tăng armor để mà giảm đam được anh ơi. Ui, yên rồng mang được cho con Dororet luôn nè, hợp lý luôn anh ơi. Được, nếu vậy để anh chế nhiều cái yên rồng rồi. Ok, yên rồng này xài được nhé bạn. Đó, vậy chúng ta chế yên rồng ra nhiều nhiều tí nha các bạn. Đâu rồi Heavy lọ là con metal. cái con nào có mushroom ta, em làm mấy cái lọ giải độc chứ. Mushroom là cái con farm fiber á. Mushroom chắc mấy con này còn có hai cây nấm mà. Mấy cái lông chim hồi nãy là mình Đây để ở đâu mà đồng game à, còn đồng game đổi tên luôn nha các bạn. thôi để nó lên nhà anh. Đang để anh lấy đồ mà đồng game nè, đổi tên thành gồng lộn. Giống bên giống bên cái map the island của mình nha các bạn. Anh làm hai cái yên luôn hả? Đấy, cái gì em? Ồ,
hai yên gì? Có hai cái yên con rồng này em lấy nha. Ok ok đúng rồi đúng rồi, anh làm hai yên đó. Creeper. Em ăn cho mấy con kia vô. Rồi con Harry đâu rồi ta? Đây đây đây. Nào bên đây có một con Harry nữa nè, mới chế cái yên cho nó nè. Lấy máy farm Creeper, em farm một chút. Cày quá chị cày. Với máy farm fiber. Vô cào cào mấy cái kiếm kiếm vài vài k, vài chục k fiber các bạn. Con này farm anh dùng chuột trái chuột phải vậy? À, chuột phải chuột phải. Ok. Với phím E á. Phím E. Phím phím gì giờ? Phím C đó. C là mổ. À, gồng của mình bên đây nha các bạn. Không, các bạn thấy chưa, trong vòng có một vài tập thôi mà chúng ta giàu phái ca nồi ra. Còn hiếu yên của con Red. Rồi. Bờ te mình chế lộn yên nữa các bạn. Rồi nó qua bên đầm lầy kiếm mushroom với lại Red Flower sau. Đó, giờ tạm thời ôi, bên đây có lắc rồi, có 1000 mấy lắc luôn. Quá. Để xin xin ít fiber nè. Chế đồ. Cái con T-Rex kia là nó xài yên gì ta? Robot. Ghét á, xài yên thường à. Con nó tên gì anh? Đâu rồi? Ủa? À đây, Robot Red hả? Đây nè, Robot Red nè. Anh thử mang ơ thiền cho nó thử. Rồi, ok, yên thường được em ơi. Ok. Con này các bạn thấy bình thường vậy thôi chứ đam nó cũng dữ dằn lắm nha các bạn. Đam cũng hơi bị dữ đây. Rồi. Rồng có yên chưa ta? Rồng lộn. Rồi sao em ơi đi liên cấp cho nó không? Có cái con bán dương đồng vừa cho nó yên chưa? Chưa hả? Chưa. Rồi để cho nó cái yên. Anh có nè. Anh, rồi em để rồi. Yên luôn rồi đúng không? Anh bỏ cho cái con Dolores đi, em bỏ cho con bên em cái. Rồi ok luôn. Anh em mình đi qua đi luyện cấp. Đã nha các bạn. Đã nha các bạn. Đó. Có yên rồi nha. Rồi bây giờ chúng ta đi luyện cấp nè, quánh thử con cái đi rồi hay đi bắt thú tiếp. Đây đây đây. Anh em mình đi. Đây giờ qua bên đảo xương nha. Xương luôn rồi, chơi được vậy anh. Gì hay đâu, đi sa mạc cái gì? Đâu rồi. Đấy, hồi nãy sa mạc em đặt tên là gì? Chưa có tên ở đây. Nó là cái awesome tên gì đó. Ôi kìa. Ồ với con chăn xong nó tạo ra con độc. Solo hả? Lại cắn thế rồi. Ôi con này hình như là cắn 100.000 đam đó các bạn. Ủa 100.000 turbo. Hiểu bả quánh rồi. Quánh một cái là 100k turbo á. Trời ơi nó xỉu rồi. Giết nó rồi cắn thường nó rồi kiếm level cũng được. Quá trời mạnh rồi. Em quánh nó máu đến 1 triệu lận. Phải dùng con khác đánh anh. Không, anh nghĩ về gì nè, mình qua bên đảo xương mà mình lấy con gọc mình quánh. Rồi xong cho con này hưởng ké kinh nghiệm. Nhưng mà mình không cửa thú chắc không được kinh nghiệm đâu anh ơi. Thì mình cưỡi chứ. Đúng không? Một người cưỡi, một người cưỡi gọng. Ok, cũng được. Ok chưa? Rồi. Về đi, qua bên đây đi, bỏ đi. Tại vì mình luyện bên đây lâu lắm. Để anh cưỡi cái con gọc lộn của anh nè. Qua bên đảo xương nha các bạn. Vô nè. Trời ơi, phải đưa con này nhẹ nhẹ cái đã. Đâu rồi, em lấy cái con Rồi qua đây chứ, qua đây nè, này. Qua đây. Qua đó là hình chôn kiểu mà em gấp được một cái con cùi cùi em tự đó. Khoan, từ ở ra. Chùm phun độc rồi. Đúng rồi. Rồi vô cầm nó đi. Ok anh ơi. Ây da, bị cháy. Cháy rồi, đào anh ơi. Đào. Lên cấp không? Sao, để cầm, chết cầm, để, cầm. Để chết coi. Lên được 535 cấp. Vãi lần. Vãi cà nồi quá anh. Rồi, tới ăn đó. Đào đúng không? Vậy em cởi gầm lên. Rồi, để em nâng máu cho con này cho nó cao cho nó chắc cái đó.
Trời ơi, cứ mỗi người một con là đủ full cấp rồi các bạn. Ui, lên bảo an 500 cấp nè bạn không? Thì xong cái mình đi luyện cho Dodo Red rồi cái con robot ghét bên đây luôn. Ok. Hợp lý không? Cứ một con là full nè. Luyện nhanh vãi tèo luôn, đánh mấy con kia đánh hơi lâu quá. Đánh vết chưa? Em nâng con này máu lên cái đã. Chừng hố nha. Ok, em mấy con này em toàn nâng tới 250 à, em không có muốn nâng cao. 351 rồi nè. Rồi. Bây giờ nâng tăng đam cho nó. Nâng sở bích thôi. Con này chủ yếu là chúng ta để bắt thú vì thế là không có tăng đam nha các bạn. Còn 200 mấy luôn. 200 được chưa ta? Đi gì nhanh cho ta, hình như chưa nhanh lắm. Hình như tăng đam nó có quánh, nó có cộng tu bồ không ta? Em không biết nữa. Thằng sẽ bích lên cái. Anh nghĩ thôi, hỏi tăng đam đi. Hỏi đam đi đi. Rồi, để 300% được rồi, còn lại để giành được điểm rồi. Ok, để nó đi. À, lỡ quên rồi sao? Tăng stamina đi, tăng stamina đi. Ê, nó quánh một rim em kìa. Stamina, ok. Nó gắn con rim em kìa. Đại trưởng, cứu anh ơi. Anh cho nó về. Rồi. Ta ta ta, anh gọi con kia ra đi. Rồi ok. Giết nó đi, giết nó đi. Cho nó một điểm đam coi. À. Một điểm đam nó có 1k, tăng 1k cho nên không cần đâu đây. Ôi, chịu hồi ra con boss luôn kìa nè, em cỡ em cho con nhện em về đi. Rồi rồi rồi, ok. Hôm 2. Rồi em gọi cái con bá dương độc dược lên qua. Bá dương độc dược. Rồi. Ủa, nó bị kẹt cái đất ta không không cửa được, what the fuck. Rồi con ghi gan đỏ đâu trời. Đâu anh đâu anh đâu anh đâu. Kiếm con nào cũng được anh ơi. Ghi gan đỏ là full cấp luôn á. Đây này, dưới này nè, dưới này nè. Có con ghi gan là nhiều cấp. À, anh dắt nó lên dây đây anh ơi. Gắp con bro to lên nè. Anh thằng coi chừng con anh chết nha. Rồi rồi rồi. Con anh. Con nó cũng một triệu máu. Cầm đi, cầm đi, cầm đi. Quánh trúng rồi, quánh trúng rồi. Giờ tới lượt anh nhất rồi đó. Cầm đi, cầm đi, cầm đi, nó sắp chết rồi. Con em đánh có mười mấy người máu à, đánh được, đánh được. Anh lóc, anh binh sình gì cơ. Rồi nó cho anh lóc cái ấy luôn kìa. Ui lại thêm một con Big Food đó kìa anh ơi. Ây da, chạy chạy. Rồi, của em lên bao nhiêu cấp? Chắc coi 83 cấp vào. Tăng máu đi, tăng máu cho anh, nó đi. Anh gắp con Gigan ra ngoài để giết mới full được à. Không có con Gigan. Gigan trong núi lửa không phải không? Hay là con Red? Không, con này con T-Red. Em nâng full máu nó trước nha. Ê, coi chừng chết nha, coi chừng chết nha, tăng máu nó nha. Rồi, rồi, ok. Boss nó cắn hơi nhiều máu nhưng mà bị lửa quanh đốt đau quá tèo. Phải có con Gigan thì ngon các bạn. Phía trên đây còn con nào anh bả đầu đảo thôi. Hiện tại mình giờ mình chưa có con thú đam nào xịn cơ. Còn thú để dành đi bắt thú. Còn thú farm. Thú đam là anh em mình chơi là Infernal hay là mấy con Celestial á. Con nó đam mới dữ. Nhưng mà em ở phá là cái con rồng đen hôm qua. Ôi bói con nó ôi đứa con đi quýnh nhau thì thôi rồi chứ nó xịt cho đứa nào mà chạy nổi. Ôi lên được 133 mấy cấp nữa. Ôi chắc là mình cố gắng mình tiến hóa cái con rồng này của mình lên quá các bạn. Lên power. Anh bài đào đảo kia, anh kiếm con Giga anh thử đi đánh một lần nó full luôn. Có à, không thấy à. À,
127 á, 227 điểm máu cho con giờ anh rồi đó. Ồ trên đây có cái hang nữa, là trong này có cái hang mà. Đâu? Trong lửa có cái hang mà. Chơi bao lâu này giờ mới có cái hang ở đây trời. Thấy không? Ờ thấy, lần đầu tiên em thấy cái hang này luôn á. Thôi, thôi đem nó về đây, đem con nhện về đây, anh nghĩ là một con nhện của em là đủ á. Ok. Cho nó về đây, bây giờ mình liền cấp cho cái con Dodoret đi. Dodoret hả? Anh cho nó chắc chưa? Rồi. Tên gì vậy? Rồi. À, Dominus của Manticore mà. Manticore, gì gọi con Gobot Get đi, liền con Gobot Get chứ. Không có con Dodoret nha. Gọi con Gobot Get này, gọi con Gobot Get này. Rồi. Ok, giờ nóng quá rồi các bạn. Bắt cóc con ra kìa. Hồi con này cạp ơi, nó cạp được nhiêu đam không? Cạp được 27.000 lần ở đây. Ôi 27.000 là nhiều lắm nha các bạn. Con Red này em nâng đam hay là nâng máu đây? Nâng vừa đam vừa máu ơi. Quá trời bị chón rồi các bạn ơi. Mình có nên quay qua bên cái chỗ con rồng kia để mình nghĩa thử một cái không ta? Con rồng nào anh? Cái con rồng màu đen em nói á. Bây giờ mình cũng mạnh rồi mà. Con nó cuốn là con thú mình bay không nổi luôn á. Mà nó xịt mình chết trên thú ra. Ê, chết người trên thú luôn á. Về nhà cái đêm ơi, về nhà cái đi. Chón quá rồi. Ui, chói quá các bạn ơi. Là mình đang đứng trên núi lửa mà. Nhiều rồi, lên được nhiều rồi. Đã mình mấy cấp. Anh đang máu đi, em đang đam. Ô con này đang đam lên ghê lắm nha các bạn. Cái này đang đam là lên ghê thật sự. Hiện tại giờ thú đam là hầu như mình chưa có luôn á. Có con Dodoret này nào mà không biết con Dodoret này cạp được bao nhiêu. Cho nó có checker đi anh. Ok. Bị chói rồi ta. Đèo. Chói quá. Có cách nào mà để kháng được cái hưởng chói này không vậy? Desert. Ôi Dodoret tăng máu lên nhiều vãi nồi. Mới tăng có mấy điểm thôi lên 4 triệu máu à. Ơ, để trứng. Lụm. À, 4 triệu 2 máu các bạn, được Dodoret sử dụng để tăng được á. Đi cho mày. Ra khoan cho em thấy. Rồi CV, CV ra. Đi qua bên sa mạc được nha các bạn. Hết chó rồi đúng không? Hết chó rồi. Yếu quá, cạp được có 19.000 rồi. Con Red nè anh. Ừ. Đồ quái. Nhưng mà nó có chiêu được chiêu đốt. Tại vì nó chưa, nó còn yếu em ơi. À, đồ Red. Ta leo bên sa mạc đúng không? Em qua đây nè, em qua đây farm token với anh, đang có gì anh tiến hóa con rồng lên ơi. Được, ok. Đúng rồi các bạn ơi, mình sẽ tiến hóa cái con rồng Vivan của mình lên. Khoan, được rồi. Ui, con em mới đó cạp được 84.000 đó hả? Dạ. Tiến hóa. Token này rồi. Tiến hóa lên. Ơ, nó đó con gì kìa? Con xương ở đây luôn nè. Rồi, ok nhá, thấy rồi nhá. Hai thằng tăng không thấy mẹ gì hết. Tăng ba mấy chín mấy. Quanh. Nó cắn anh kìa. Cho nó đi. Ồ 125.000 mày chết. Ôi con rat này cắn đau lắm anh ơi. Ôi hai cạp chết. Con robot rat cắn phê nhất nha các bạn.
Chúng ta sẽ đi tìm coi coi thằng nào gọi là mạnh nhất á. Anh đừng bỏ nâng đào hả? Chạy cả. Đấy. Đấy. Hiện tại bây giờ con nào trâu nhất? Mình thấy là Dodoget là trâu nhất nha bạn. Máu á là 16 triệu máu á nè. 16 triệu máu là hình như là có cái con Grim của em đúng không? Tại bằng Grim của em là 16 triệu máu. Như vậy. Mà của mình bên này là chưa tăng full điểm nha bạn mà đã 16 triệu máu rồi đó. Đó, sử dụng Dodoget sau này làm tăng cờ được rồi, điên rồi. Gạch nhả thử cái rồi. 76.000 nha. Để đây giết con Grim để lấy Grim loot nè. Rồi, cho em lại. Trời khẽ có K7 á. Ôi mới đây em cắn 320 đó hả? 320. Con robot ghét cắn ghê quá các bạn ơi. Hết kén là giờ. Quyết là không để thua các bạn. Dodoget không nhất quyết. Quyết là không để thua robot ghét. Có con alpha gì kìa. Có con red warm của anh Quốc không? Kìa chiếc mấy con này để chúng ta lấy game loot. Có con dead worm nằm bên kia kìa anh. Sao em? Có con dead worm bên kia anh em mình xúc không? Lấy con gì xúc? Hai con này xúc luôn. Chơi luôn. Chết đâu anh nghĩ có chết đâu. Không anh hai triệu máu mà sợ mẹ gì. Chơi đó. Nhưng mà em bao nhiêu triệu máu rồi? Em có 4 triệu à. Em đi lại đây để anh tăng cho. Tại vì em đang nâng full dam mà. Rồi anh chịu nó, em chạy lên em cạp nó nha. Ok. Rồi, ok nha. Được, em ở trong đích em cạp nó cho. Rồi nha. Chơi nè. Chơi em. Cắn vô người nó. Trời ơi, mấy người. Nó bao nhiêu máu à? Nó sắp chết rồi. Chết rồi. Ê, đừng cho nó cạp. Nó cạp anh rồi. Ui, 1 triệu 3, chơi đi. Được. 1 triệu 3 nha các bạn. Em cạp nó đi, Rồi, chết rồi đây, yeah. Rồi nha, mày chết mày nha. Mày full cấp tới nơi rồi bạn ơi. Giết mấy cái đó, con lên được 300 rồi. Cái nữa. Ui dè dè. Anh nâng trước đây rồi tụi em nâng. Giết con sâu đó là lên full cấp nha bạn. Đã lắm. 38 triệu máu. Úi giời ơi. Tăng đam cái. Tăng đây, anh tăng trước đi. Trời ơi, giết cái con này xong nó spawn ra cái con cái xấu alpha giữa xe mạc à. Game logic vãi. Được chưa, nâng chưa? Rồi, à, từ đây để anh nè. Một cạp là 300k đam nha các bạn. Được cái con gigant. Gan tép ghiêu kìa. Qua gặp nhẹ cái đầu. Tao. Thu rồi đúng không? Thế em nâng nha. Gan tép ghiêu xong rồi em ơi. 169.000 đam nha các bạn. Full cấp rồi đó. Mấy cái chỉ số trong bản game này của mình nó hợp lý lắm á. Thì thế là chơi là coi xem là sướng luôn. Cái gì vậy? Với con thường nó ra con alpha đứng cho bên em nè. Ủa? Ôi, anh lóc được cái yên yên của cái con tím nha bạn. Được quá, được. Coi ơi, đủ token chưa? Một lát nữa về anh tiến quá con rồng rồi. Ăn quá trời đã các bạn ơi. Như em gì mới gọi là chơi đúng không? Đúng vậy. Chơi game gì mới gọi là chơi các bạn. Chơi mà càng chơi mình càng người luôn. Biết các bạn xem thế nào chưa? Chơi đúng bài bản đó là nó đã thật sự. Rồi coi em cắn được bao nhiêu rồi. Rồi test thử đi. Test đi Full chưa Full rồi, full mắc cắp bên này rồi. Cắp rồi, ok. Cắp thử đi. Lên 500-600k nè. Mày hả mày? Ủa? Ê, 271.
yếu yếu. À giết con này lấy rim đút này. Ô con quanh con trăm hai mấy à. Yeah, leo 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 leo. Đè đè rồi, thử lại cho coi nè. Đó. À 171 ghê vãi nồi mày. Đây đây có con này nè. Đù. Titan. Ôi đạp lần 2k hả? Tép riu, tép riu, tép riu. Tép riu nè. Titan cũng phải chết thôi nha bạn. Đơ mẻ ghê mày. Ôi cạp xác nó lắc quỷ hả? Này xác nó nhiều phải. Ôi con Gabon này còn có 1 triệu mấy máu anh ơi. Cái con đó gần chết luôn rồi đó. 38 triệu máu. Cái con con rim bộ ngựa, gan rim bộ ngựa nhưng mà nó màu lật lật kìa. Giết nó đi, giết mấy con này để lấy game loot. Nè con rim bộ ngựa đây nè, nó màu trắng kìa. Đá vàng đó mày. Giết nó để lấy mấy cái rim loot rồi giờ mời bên đây nữa nào, bên đây nữa nào. Đây nè. Ok rồi. Rim loot đang chúng ta tiến quá mấy cái con rim nữa. Đi đồ xác cái khu này. Token đâu hết rồi ta? Token. Token là phải qua bên bờ biển bên kia nơi mới nhiều. Bờ đó đồ rất nhiều lắm. Anh ra ngoài bờ biển á, đi không? Đây 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 đây. Biển dài vậy? À, sao biển dài? Nó nằm ở gần đây à? Đó đây, từ cái hướng này bơi ôi đồ qua mình. Đây con đồ đi văn kìa. Nó nằm ở bờ biển lần á, chắc phải dùng cái thú bay để mà gắp hai con này đó cho nó lẹ rồi, nó đi bộ lâu lắm á. Mình bây giờ mình có cái con bá dương độc dược rồi. Mình bắt con đó được mà. À, em không biết nó xịt em trên con dễ chết không ta, quá nghi quá. Trời gì, hay là mình đi kiếm cái bộ giáp Manticore. Giáp Manticore hả, cũng được. Ờ rồi đi qua đấu sư đi, qua đấu sư đi. Đây, anh em qua đó xúc hai con boss là có đồ boss liền. Ok luôn. Qua đấu sư nha các bạn. Lý anh ơi. À, anh em có con thú đa mà đó. Ừ, có con thú đa mà sợ gì nữa. Đang lấy nhẹ. Qua đây em ơi. Có hai con boss. Rồi, nhớt. Này bao nhiêu máu đây? 17 triệu máu. Mày dám chơi với 38 triệu máu mày. Ủa ghê vậy. Kháng trăm. Giờ em chơi nó không cần máu luôn. Mấy con này để lấy giáp mạnh. Cắn quá cắn rồi, cắn nó bắt. Chỉnh trời sáng cái rồi cho trời hợp biến sáng cái. Chỉnh trời đâu? Anh chỉnh là lúc đó là 9 giờ đó. Ừ, nó tạo thêm con nữa kìa. Ở đây đang chị anh em mình có đưa nguyên con giáp mang đi con luôn. Nó đâu đánh cái dưới mà nó đánh đánh dưới theo hoài á. Cái này là chắc thấy lấy một kim ra ngon hơn các bạn. Em cầm bao nhiêu? 207 đạp, 203 đạp. Đối với lòng là không mang máu chứ bạn. Nhớ là con nào đủ là ok là. Rồi. Hai con vô luôn kìa. Có được cái quần không ơi. Cái gì sẽ bỏ theo con rồng đứng ở đây nữa dạ. Phải. À kìa. Cái lộn không. Ôi có cái đầu này có cái con nhện kìa anh ơi. Pha lần boss nhở ra đây. Thấy à. Bắt bắt đồ ghét đi. Ồn quá rồi. Ồn quá rồi. Biết ta như vậy. Là quá. Trộn là quá là. Anh gọi con gồng qua đi. Ồn như trời tới. Giờ đi đại ca ơi. Đại ca muốn lộn. Đại ca muốn lộn. Đi ta la quá. Chơi dừng chơi giỡn mồm không ạ. Đang quýnh nhau rồi người ta bay người ta phan không có nói câu nào hết trơn á. Đúng rồi vô rồi ta giúp kêu nó liền. Cắn lên cắn anh lên lấy đồ đi nè. Ok. Má trời. Ngon.
phê 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 liền. Thôi được nhá, được nè, bộ giáp nè. Bao tay 6.000 luôn nè. Đồ, được anh ơi. Quá đã em ơi. Lên Không, chơi con kia không? auto cắn. Phía trên nè, phía trên nè. Ui con nhện đó không chơi được. Con Fallen đó, con Fallen nó còn biến hình thành cái khác nữa nhanh, nó còn biến thành device nữa. Thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi, ghê lắm. Con này boss dữ đó anh. Còn đó là chúng ta phải có select rồi mới chơi được như vậy. À đây đây đây, bên đây có con tinh tinh lên lên. Ok. Ôi con này mình quánh mạnh hơn con Dodo Get các bạn ơi. Mình qua thăm dò tình hình cái con cọc đen được không? Anh gặp con Dodo Get 30 mấy triệu máu à. Đứng im luôn rồi. Đây đây đây, em đi. Nè né cho em đi lên tí. Phải kiếm Indominus Red thôi em ơi. Cái con Indominus Red có được cái chiêu tàng hình đó, cạp một lần là nhân 10 đam. Đúng rồi đúng rồi. Để kiếm đường nó Red nữa, tiêu hao lên rim nè. Độn nhiều là quá là. Hùng hổ quá la quá trời la. Ý, hình như là nó cho anh cái lọ Infernal. Không ngon. Ôi, cho lọ Rattin chứ mà lọ gì vậy? Alpha Blood, Heavy Rotet. Lọ Martin là lọ gì vậy? Martin hả? Hình như là cho đẻ hay sao á. Chỉ mà hồ lại nó đẻ. Rồi nó cho anh cái lọ gì nhân 2 Monster nữa nè. Không biết cái năng này chưa xài nó bao giờ, không biết anh ơi. Uống tầm bậy tầm bạ vô gọc chết ngắt coi. Rồi. Ba gấu token. Gì đây? Con ủa con nhờ gì đây? Turato hả? À mấy con này là ăn được mấy món rồi, nhìn lên quýnh mấy con xương tiếp để nó spawn ra mấy con boss đi. Này là cho em nè, em có bộ giáp chưa? Chưa có nào hết trơn á. Nè xuống đây. Để mình chia đồ đi. Ngon vậy? Đó. Wow. Nhiều vậy? Đúng không? Không cho quần đúng không? Bao tay nè, quần đó, mang được hai món, còn lại mang cái này đi để rồi cái đây mang tạm vậy đi. Okay. Ôi. đã nó là mà leo lên lâu như ủa anh xuống dưới cái dung nhan có bị sao không? Thử coi có cái con chết em ơi, chơi ngu vậy, thử không chết không ngàn máu nhiêu. Không, anh thả xuống mà em không e được là chết con trên đây á. À, chết con ấy rồi, không sao đâu thôi. Rồi, anh ơi, chết người anh ơi. Anh đụng với con Eternal gì đấy kìa. Enforcer, rồi, chết. Ôi, ôi, đắc ta. Biết phút con khỉ, biết phút. Hai con, ôi, một con à. Ôi, ôi, chạy, tôi tới rồi. Chạy luôn em ơi. Đi ngoài đi đã. Con đắc ta các bạn ơi, nó đắc ta. Nó cắn em phê chứ vậy? Mà em cắn anh gì tới 200 mấy triệu chưa? Đừng chơi mà anh, ngộ, phải các bạn giữ chứ. Quá đã rồi các bạn ơi, chơi cuốn phải rồi. Tập này là đi vác mấy thú mình ra test down cho quýnh cái boss thôi nha các bạn. Đã luôn. Không, anh nghĩ là quánh xong cái con này mình đi qua bên kia mình ghía con cọc đen thử đi. Không được. Nhưng
mà anh muốn cưỡi con nào để mà đánh tụi nó? Anh cưỡi cái con Dodo Red 38 nhiều đam á, có 38 nhiều máu á, đâu phải nồi gì không để nó quánh cái chết. Ta con này tên là gì đây? Yeroth hả? Yeroger. Anh em ơi, con này là phải ra cho mình cái áo nha các bạn, cái áo với cái nón là ngon. Trời ơi, lại ra quần nữa. Bên con này hết quần à. Thôi nhưng mà được cái quần 7000 đam em ơi. Ủa 7000 giáp. Cắn nó ồn như đời tới. Phải quần 7000 giáp nha bạn. Phê thật sự. Hết rồi, đời spawn ra tiếp anh ơi. Anh em đi tới đâu nó nát tới đó. Qua đây nào chim ơi. Đây đây, tè lè cho em đi theo với. Đây nào, làm đây nào. Lấy con thú bay em đi, lấy thú bay em đi. Lấy thú bay qua hả? Đúng rồi. Đem con đó về đi. Agatabit của em qua ổn không ta? Em nghĩ là chim chim không đã không chơi được đâu anh ơi, chim hôm bữa là em bị nó dứt mà. Phải lên. Đâu anh đâu rồi? À anh đang bay trên đây nè. Nó bên ở cái đảo rồng đó anh ơi. Không thấy Indominus Red các bạn ơi. Indominus Red sao không thấy spawn ra vậy ta? Con đó là phải hiếm lắm, mấy cái con Eternal thường nó chết đó nó mới spawn được con đó. Kencho. Nè, khu đấu gồng là khu này nè đúng không? Rồi rồi, em tới rồi đó. Bây giờ mình đặt một cái bàn tele đi. Kiếm cái nào an toàn đặt á, ok. Ngoài đây có vẻ an toàn anh đây. Đây nha. Để chống chảy nè. Ok. Đặt nha, anh đặt nha. Ok. Em còn mấy bàn tele nữa? Một. Rồi ok, cái này là đặt là đảo gồng nha. Đập xuống nó chắc phải dớp mấy con tia ghét đùi vậy anh em mới xúc được bọn nó thôi. Để coi mấy con rồng nó ở đâu ta. Coi nó đâu, quan trọng là định hình coi con rồng đen nó đâu nha các bạn. Ôi kìa kìa, nó đứng ở vách, đất núi kìa. Đi bộ qua đúng không anh, đi bộ qua. Còn em coi nó tên gì vậy? Nerotic Weaven. Con này bắt được không trời? Nerotic anh ơi. Cái rồng này sao cho người nó tầm này không thấy được cái thông số, nó không thấy cái bà vậy luôn ta. Cái này Nerotic nè, có 30000 à. Anh nhìn được người nó không? Được, nó có 30000 máu à. Mà nó có C7 bắt nó không? Mà nó có một cái nó quýnh, cái một em mình rớt thú liền à. À không kiểu mà thú mình bay không nổi nữa. Bây giờ mình C7 mình bắt nó. Được không anh? Được. C7 dụ nó vô, anh thấy nó bay chậm mà. C7 đá. Đồ, nó chỗ này bắt được không ta? Chứ sao? Thử không anh? Bây giờ là anh liều chết nè, anh gọi bá dương độc dược ra. Ok chưa? Được. Ô. Ok cũng được. Anh gọi bá dương độc dược ra đứng đây đi. Rồi, con bá dương độc dược hay là con của em? Con nào cũng được hết trơn á. Full chưa? Full rồi, con của em thì full rồi. Con anh không biết full chưa, không biết. Con anh là máu gần full nè. Full chưa, 19 triệu máu nè. Con em có 21, 22 triệu rồi, nó cũng không rồi, có xem nhau rồi nha. Bây giờ em qua em dụ là nó quýnh em cá là em bay hết nổi luôn á. Em đừng dụ, em vẫn dụ. Đây. Anh full đứng đâu rồi ta? Ở đây. À đây, đứng giếng nè. Rồi, con gồng đen rồi. Chắc thì anh đi không ta? Đen nó hướng này nè, đây nè, hướng này nè. Thấy đem đi bộ. Anh đứng yếu nha, em chạy bộ em bay anh đứng nữa nha. Em lơ qua người nó xong rồi nó dí anh mà đó. Rồi ok, anh thấy nha. Qua đây. Rồi xuống cho anh nè.
Đấy, gục quá bạn. Gung ở nhà, gung nhà, gung nhà. Ôi không hụt, nó không hụt em rồi. Ôi. Rồi xíu rồi, xíu. Hay 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 ơi, ui nó bắn cái cục. À, nó bắn cái cục gì mà phê quá trời phê vậy. Con nun, trời ơi bị ngạt thở anh ơi, vô đây bị ngạt thở, bị lết cả lết cả lết. Ôi đầu đầu nổ đốm đốm kìa. Bị kiệt sức gì từ lưa hụt me chân. Ôi ôi. Cái con nào có nào cô tích anh ơi, con nào 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 tích vậy? Giữ cho nó xỉu, giữ cho nó xỉu. Con nào vậy? Không anh nghĩ là bây giờ là không có cần giữ cho nó xỉu đâu, anh quánh nó cái là nó ấy rồi. Hiểu không? Bây giờ cho nó tỉnh lại đi. Nó tuột. Thôi kệ đi, đừng đừng quánh nó nữa. Nó bị tuột level rồi. Em quánh nó mấy cái vậy? Anh quánh nó hai cái lận, nó bị tuột level rồi. Nhưng mà nó có 15 rồi kìa bà, bắt đại đi ha. Thử đi, bắt thử cho biết đi. Bắt thử đi, giờ test cho các bạn xem. Rồi máu nó cái đã. Rồi ok, bây giờ bỏ hình đùi vô đi. Tem luôn hả? Vậy là tem luôn hả? Hay là tem luôn đi, tem luôn đi chứ. Rồi rồi ok, mình kiếm con cao đã rồi mình không bắt. Mình tem test thử đi cho các bạn xem. Hình đùi chịu ăn không? Không anh ơi, nó không ăn, không ăn đùi. Ủa, con này ăn gì ta? Trứng, gà bòi, thịt thúi. Đùi không ăn hả? Thịt thường. Không phải không ăn mà nó cái chưa có lọ tem. Nó không có, nó không có cái chữ tem bên anh ơi. Nhớ rồi con nó ghi là nó không... food in inventory to tem nè, là nó không có chỉ mấy cái đồ ăn này. Vừa không ba? Ăn cái gì vậy trời? Máu rim. Ăn luôn. Con này chắc nó ăn mấy cái loại mà đặc biệt anh ơi. Nó ăn mấy cái kibble đặc biệt nữa. Không, không có tên của nó trong đây. Đúng không? Weven. Khó rồi, con này có vẻ khó anh ơi, con này chắc anh em mình phải lên mạng tìm cách bắt rồi anh ơi. Giờ chưa có đồ để mà tem con này. Con rồng đen này được các bạn, nó quăng cái gì ra mà ghê thật sự luôn á trời. Giống như là cái Genki Dama hay vậy, trọ vô cái bột mình hút oxy, hút từ lưu hút dưới hết trơn á. Chắc để nó xỉu lên ha, anh em bình thường nó về nghiên cứu cách bắt nó sâu quá. Thà cho nó à? Thà hay giết? Giết nó thử rồi coi có nó có cho đồ gì không. Ok. Em lấy con em mổ đi thử coi. Lấy hết đồ trong ngựa ra đi anh. Rồi ok. Cho vô. Không. Thôi trộn kia làm gì đó cũng nó biến ha. Thôi nó biến anh. Nó dừng được dừng là nó biến. Ủa nó biến cái hoa luôn hả ta? Không. Biết đâu. Không lẽ đâu, không biết lẽ nó biến thành hoa này. Không. Hay vậy. Nó biến thành cái hoa Fledit. Phải không? Nghe mão gì? Hình như vậy á anh ơi. Cái con rồng đó nó biến thành hoa các bạn. Nghe quá tèo thiệt chứ. Em ơi lượn vòng vòng sao mà nó không ra cái con ấy ta. Sao anh muốn ra con... còn một con đen nữa kìa. Bên đây là con Celestial đúng không? Con màu xanh ở dưới là con màu tên gì đây? Con Lightning. Lửa. Origin kìa anh. Rồng. Ui Origin rồng luôn kìa. Đâu? Nè anh bắn tới đảo đầu sau lưng anh kìa, sau lưng anh á. Đổ dưới nước, dưới nước, dưới nước. Ui có con Opera nè. Ơi con có con có con màu đen đen rồng tên gì ta? Chào đúng không? Chào chào. Chào anh ơi, chào với Origin luôn. Có con Origin. Ôi có con cọc chào luôn, ok. Oh shit. Ôi nhưng mà cái con ở đây này có con Opera nè, con Opera đẹp phải nồi luôn. Đâu ở đó đang cưỡng anh này á. Má đứa này nó cứ bắn đập anh hoài. Ui anh bước vô cái khu chao rồi. Ui nó đang target anh kìa. Ây da chết rồi, chết bà rồi. Ba đi. Ôi vô đảo rồng nó dí. Ôi vô đảo rồng nhóc quá trơn, loại rồng luôn các bạn ơi. Em thấy con Opera chưa? Nó màu gì đó? Nó màu đỏ. Màu đỏ hình như anh giết nó rồi đúng không ta? Ui, con ghim bên đây nhóc trơn nè.
Chưa, anh chưa có giết, anh làm méo gì giết được nó. Cái em thấy một cái... Từ từ nha. Nè, cô Omega nè. Ôi, nó còn có 3000 mấy giọt máu rồi em ơi. Rồi, Omega Poison rồi, chết bà luôn rồi. Anh cảm nó chết rồi. Ơ, con Illuminus Red nè. Đâu? Ngay chỗ đó luôn anh, ngay chỗ phía dưới. Rồi, thấy rồi nha, thấy rồi nha. Con này tem nha, tem nha. Tem. Con này lấy con nhện đang quật cho nó mấy cá anh ơi. Ui, 135 luôn các bạn ơi. Mình rất là cần con này các bạn ơi. Có con... Ủa, con này là anh hay là nói gì? À, anh. Rất hồn. Để em lấy cái con nhện ra xúc nó cho. Để. Em gấp nó thử được không? Không được. Con này không gấp được anh ơi. À, quỷ đây nó cho điền lắm các bạn. Điền đồ mình ghét đó. Chùm phun độc đâu? Hay rồi. Quên nó đi, mấy hit à? 3 hit à? Nó bao nhiêu tôi bồ cho anh? 500. Em quấn rồi, 4 hit à? Em xỉ 5 hit nha. 1 hit. Quấn đi. Ồ, 140 mấy ca luôn kìa. 2 nè. 3 nè. Thẳng nha, coi chừng quấn quá đó. 4 nè. Rồi, xỉu, đủ, vừa đủ luôn. 4 hit đúng không? 4 hit. Hồi nãy có thêm một con gồng Viven Game nữa nha các bạn. Nó về nhà cái đi. Được soi con này coi con gì đây. Poison hả? Nó đứng tự kỷ trong kia kìa. Rồi nha, thú toàn là thú xịn không nhá các bạn. Ê kìa kìa, con Viven Game bên kia kìa. Đâu. Bên kia ơi. Oh yeah. Yeah. Chùm server rồi nha. Ở bên kia có con gì bay bay sởi sởi quá kìa. Con Sabertooth. Ủa anh bay đâu rồi? Anh cho nó về. Đây. Kìa con rim kìa, em vũ nó lại đi. Anh đem con chùm phun độc quá. Rồi. Hú đi. Đâu rồi, Gim ơi. Phan, bá dương độc dược bị gì rồi. Rồi con web kìa. Nó qua, chuẩn bị nó qua nè anh ơi, gọi đi. Lên nha, lên cái cửa gì nha. Cái gì á, sao nó không cho anh ngồi lên vậy? Con anh nó về đi kìa. Rồi, ok nhá. Đây. Ui, con này chắc tôi bỏ nó bao nhiêu ta? 2 hit. Ui, con này 1 kiểu tôi bỏ này có vẻ cao quá. 3 hit. 10 hit. Trời, cái bô lạc á không? Không, con này chọn bô lạc. Từ. Nó có target anh kìa đó. Target anh đi, xong rồi em chọn nó. Ôi, đủ nó bay đâu luôn rồi. Dạ. Quên chút xíu nữa em, cái con chùm phun độc em. Chút xíu nữa anh tăng máu là em mài rồi. Đừng tăng nữa, con nó ra được rồi, không được tăng một cái gì nữa. Tăng mắt máu, mắt cái kia rồi. Đâu rồi ta? Bay lên trên nữa chứ. Đâu? Con Pegasus nè anh ơi, nó phá đám anh ơi. Rồi chết bà mày chứ con. Xuống nè anh ơi. Nó bị đơ vậy lại xong quấn vậy. Quấn nào. Đây đem chặt bola cho. Chặt bola đi. Rồi nha. Rồi nó kẹt cái nào. Trời biết di chuyển ra ngoài trời hay vậy bộ. Chết. Ôi mày quá lên được kìa, thú kịp. Ý nó đang cắn em, target của em đâu. Có cái nữa. Quay lên đây, cái nữa xỉu rồi. Mấy con này không sợ rồi. Mấy con này chơi được. Rồi lắm. Hay quá. Tưởng mấy con này gần xỉu nó chạy vô mấy con kia chứ. Nhắc cái như cái con Illuminus đấy, con đó nó mà chạy thôi bà nó dí. Chạy nhanh. 45 luôn các bạn ơi. Anh ơi. Trời ơi. Tì ghét kìm với chúng tôi hả? Hàng khủng anh ơi. Nó lại hù em rồi. Con này tới 145 lần các bạn. Con này nó còn mạnh hơn cái con gồng lộn hồi nãy của mình nữa. Ồ
Rồi để con coi, cái con này nó có thể tiến hóa được thành nhiều phơ á. Nè, ủa Poison. Con này tiến hóa lên thành Power được á. Lát nữa mình đem về mình tiến hóa lên Frost, Power. Rồi Eternal Eye. Tiến hóa lên Power em ơi. Hồi nữa bắt đủ hết tiến hóa mỗi loại luôn. Xong rồi loại cuối là cho nó tiến hóa lên Infernal là 6 con á. Ok. Nữa là sẽ cho tiến hóa hết luôn nha các bạn. Cho các bạn xem cái series này các bạn phơi kiếm một phè phởn luôn á. Phèo văn phởn luôn á. Yeah. Xong một con nữa. Con này anh đặt là gồng sức mạnh đi nha. Ok anh. 216 luôn, quá ngon. Giờ nữa mình tiến hóa lên gồng power các bạn, gồng sức mạnh nha. Rồi, nó mới về luôn. Đấy, điện cấp cho này. Em coi token đủ chưa? Token hả? Em nghĩ chắc chưa đâu. Nhưng em, mà anh 10 token rồi đó. Em được 8 cái. Bây giờ mình qua bên cái khu nào em nói đó, sa mạc hồi nãy hay gì đó. Cái khu bờ biển á, đây. Qua đây qua đây sa mạc cho. Đúng không? Ờ. Cuối sa mạc luôn. Quá rồi các bạn ơi. Và farm này xong rồi cho đủ cái token đi rồi tập tao với mình tiến quá. Đâu tập gì đi trời. Con rồng, con nhỏ đứng đây vậy. Thôi giết cái con nhỏ là được token. Qua đây. Ok. Rồi nha, 2 token đó nha các bạn. Đi. Bye mình. 2 token nha. Quá được, ý là chưa có qua gừng đỏ đó nha các bạn. Nhưng mà mình nghĩ chắc khỏi qua gừng đỏ đi, gừng đỏ thường boss nó cũng nhiều lắm. Nhưng mà gừng đỏ qua nó bị dead game. Nó bị crash game. Bên này có con Rim Sabino ganh. Con cái cầu á. Thấy rồi, nó bắt nó luôn. Đây có con Doret ở đây, dứt nó. Rồi, dứt nó em rồi. Cắp nó lên. Ok. Yeah. 14 token. Ơi, bên đây nè em ơi, bên đây có con nè. Khoan, để em giải độc cho con này cái đó. Chà. Rồi, bị mô tô bồ cái. Đây nãy ơi. Phía trước luôn hả anh? Đây đúng rồi. Ok. Đó. Gặp rồi bạn. Ui, không có người đá luôn kìa. Chết nó luôn. Ui, người đá quấn đào. Đào nè. Đào chúng tôi hả? Lava luôn rồi. Con này trâu phép đó chứ. Này bao nhiêu máu không? 150.000 ở đây. Chịu mấy, 150.000 một tỷ. Có 100k nữa. Giống mình đùng đưa vậy anh. Mình đùng đưa đi đấy em ơi. Đùng cạp em á, đứa nhìn vậy. Mấy con này bị giảm đam mà, đúng là những con người đá mà. Lava góc. Là ba rốc đó là sau này để dùng để chịu hồi boss á. Oh. Tại bên đây có con Doris nè. Đây. Ôi có con đô Demonic nè em ơi. Demonic con nhím hả? Chà. Đó chắc còn nó lấy tiền ghét qua xuống này. Giết nó luôn à. Cái nữa nhô. Đây coi. Tiếp bên đây, bên đây có con nè. Thôi giết con này đi, giết Demonic này đi mày. Bao nhiêu máu? 1.8 à. Không hay à. Ui, anh ơi. Ui em ơi, anh đi luôn. Anh lên chơi thấy chưa, mấy con này mới nó. Ghê gách buồn cái táo chứ. Hai thằng. Dám xem thường với chúng tôi à. Yếu hả? Một kia mới nổ hả? Phải cả nồi mày. Gọi về đây. Agentavit đâu rồi?
Đây rồi, bị đốt lửa kìa. Ô nhìn tội nhỏ luôn. Còn con nữa, con của anh nữa, con gồng lộn của anh nữa. Gồng lộn, gồng ở đâu? Ô bị cháy. Phải cả rồi. Mày tê. Tưởng là đi bụi rồi. Ok, được nha. Thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Tạm thời mình với Sijum dừng cái tập này đây nha các bạn. Mai chúng ta chiến tiếp. Mai chúng ta chiến tiếp nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Nhớ để lại cho anh em mình một like, một đăng ký kênh nha. Rồi, hành để quýnh. Mời tập sau là mình tiến quá con nào, 145 hay là tiến quá gặp sức mạnh đi ha. Sức mạnh đi. Ok, tập sau mình sẽ tiến quá con gồng sức mạnh này lên nha các bạn. Power, lên gồng power nha. Bao phê luôn. Luyện cấp nó mới tiến quá hay gì? Chắc vậy, luyện cấp lên là trong một tiến hóa. Được. Rồi, ok nha. Quay xem video nhớ cài like, cài sub để đón xem những tập mới của mình với Stream Gaming nha các bạn. Thank you. Quá hay, chơi càng ngày càng ghiền. Bye bye.